Em xin chào tất cả quý chị khách hàng của Trung Thực Auto. Video này em xin được giới thiệu và báo giá đến quý chị 40 mẫu xe gầm cao đang có sẵn tại cửa hàng, giá từ 500 triệu đến khoảng 2 tỷ đồng. Hiện tại cửa hàng em đang nhiều những mẫu xe như là Honda CR-V, Toyota Fortuner cả máy xăng và máy dầu và Hyundai Santa Fe ạ. Ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau bắt đầu thôi anh chị. Đầu tiên em xin giới thiệu cho anh chị mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản Legender. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2020 phiên bản máy dầu số tự động một cầu ạ. Chiếc xe mang biển 60 Đồng Nai, đứng tên cá nhân một chủ từ đầu và em đang để giá là 999 triệu. Thời gian sắp tới thì em sẽ về thêm hai mẫu xe Fortuner Legender đời 21 và 22 màu trắng và màu đen anh chị ạ. Còn đây là Toyota Fortuner sản xuất năm 2019 phiên bản máy dầu số tự động một cầu. Chiếc xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Ngoại thất bên ngoài của xe là màu nâu anh chị nhá. Đi 7 vạn km một chiếc xe không qua dịch vụ. Dàn lốp nguyên bản theo xe, lốp sơ cua chưa hạ và em đang để giá là 879. Còn đây là mẫu xe Hyundai Santa Fe sản xuất năm 2017 máy xăng bản full. Chiếc xe này của em ngoại thất bên ngoài màu trắng và nội thất bên trong đó là màu kem. Xe một chủ từ đầu, biển Ninh Thuận anh chị. Đi 6 vạn km và em đang để giá 705 thôi ạ. Tất cả những mẫu xe tại Trung Cao Tu thì bên em đều cam kết với quý anh chị bằng văn bản giấy tờ. Thứ nhất là xe không tai nạn ảnh hưởng đến kết cấu khung gầm chassis. Thứ hai, động cơ hộp số nguyên bản. Thứ ba là pháp lý của xe rõ ràng, chuẩn chỉ, không cầm cố, không tranh chấp và không phạt nguội. Trước khi mua xe anh chị mang đi check test thoải mái ạ. Chúng ta hãy tiếp tục di chuyển xuống hàng thứ hai. Thì ở hàng này thì em đang có mẫu xe Toyota Fortuner phiên bản Legender. Chiếc này của em là sản xuất năm 2022 anh chị nhá. Mới lăn bánh 1 vạn 1 km thôi. Nội thất bên trong, ngoại thất bên ngoài vẫn còn rất là tươi ạ. Và chiếc này em đang để là 1128. Còn đứng bên cạnh là mẫu xe 4X Bronzer, một chiếc xe đến từ Mỹ, rất là hầm hố đúng không anh chị. Nội thất bên trong thì vô cùng rộng rãi và nhiều trang bị công nghệ. Xe mang biển số Hà Nội, đã lăn bánh 5 vạn rưỡi km và em đang để là 1789 cho chiếc xe X-Browser 2021 này ạ. Một chiếc xe sử dụng động cơ máy xăng 2.3. Còn đây là Toyota Fortuner sản xuất năm 2016 nhưng mà form mới 2017 ạ. Chiếc xe đã được lên màn hình Android, camera hành trình, đã lăn bánh 10 vạn km và em đang để là 679 triệu ạ. Ngoại thất bên ngoài của xe đó là màu trắng ngọc trai và nội thất bên trong đó là màu nâu. Còn đây là mẫu xe Chevrolet Trailblazer, một chiếc xe được mệnh danh là tiền ít thịt nhiều ạ. Phiên bản máy dầu số tự động 2 cầu, xe mang biển tỉnh 88 Vĩnh Phúc, đã lăn bánh mới có 4 vạn km thôi. Em mua của một bác quân nhân ở trên Vĩnh Phúc anh chị ạ. Vì xe đi ít quá nên bác ấy đã để lại cho Trung Cao Tu bên em. Và chiếc xe em đang để là hơn 700. Với cái tầm tiền hơn 700 triệu thì chúng ta rất khó tìm được một chiếc xe máy dầu số tự động 2 cầu mà đời cao, đi ít như chiếc xe này ạ. Vì vậy là em gọi nó là một chiếc xe tiền ít thịt nhiều. Những chiếc xe cùng phân khúc với cả Chevrolet Trailblazer như là Toyota Fortuner này, Isuzu MX hay Pajero Sport thì giá sẽ cao hơn chiếc xe này rất là nhiều anh chị. Còn đây là mẫu xe đang có mức giá rẻ nhất đang có tại cửa hàng bên em, đó là Ford EcoSport, chiếc xe sản xuất năm 2019 mang biển số Hà Nội, đã lăn bánh là 7 vạn km, em đang để là 460 triệu ạ. Ford EcoSport đời này thì nó đã sử dụng hộp số Select Shift rồi anh chị, nó sẽ hạn chế tình trạng lỗi hộp số ạ. 460 cho chiếc xe Ford EcoSport này. Tiếp tục di chuyển xuống phía dưới thì em đang có mẫu xe bán tải Ford Ranger Wildtrak sản xuất năm 2015, sử dụng động cơ máy dầu 3.2 2 cầu ạ. Xe mang biển tỉnh 24 Lào Cai, đã lăn bánh 9 vạn km, đã lên màn hình Android, cam hành trình và em đang để chiếc xe này với mức giá chỉ có hơn 500 triệu thôi. Thời gian sắp tới thì em sẽ về thêm một mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton sản xuất năm 2022 phiên bản Atlas, mới lăn bánh 4 vạn km, mang biển tỉnh 36 Thanh Hóa và em đang để chiếc xe Triton đó là mức giá 668 triệu anh chị nhá, xe màu trắng. Anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ Trung Thực Auto bên em và thời gian sắp tới thì em sẽ quay chiếc xe đó để cho anh chị cùng tham khảo. Ở đây thì em đang có mẫu xe Toyota Fortuner máy dầu số sàn sản xuất năm 2017. Chiếc này của em mang biển số Bình Dương, lăn bánh 13 vạn rưỡi và em để là 715 anh chị nhá.
Fortuner máy dầu sàn đợt này thì em sẽ có 2 xe. Còn đây là Mazda CX-5 sản xuất năm 2022 phiên bản 2.0 Premium. Chiếc này thì em đang để là 85 ạ, xe mang biển số Hà Nội đứng tên cá nhân một chủ từ đầu. CX-5 đợt này thì em đang có 2 chiếc đời 2022 và 2 chiếc đời 2023. Còn đây là Hyundai Stargazer, một chiếc xe MPV 7 chỗ ngồi giá cực kỳ là rẻ anh chị. Chiếc này em để là hơn 400 triệu thôi. Anh chị đang có nhu cầu tìm một chiếc xe 7 chỗ giá rẻ chạy dịch vụ thì có thể tham khảo mẫu Stargazer này của em ạ. Xe mang biển 36 Thanh Hóa một chủ từ đầu ạ. Còn đây là VinFast Lux SA sản xuất năm 2019 bản bay, xe mang biển số Hà Nội đã lăn bánh là 7.3 km và em đang để là 658. Chiếc này thì đầy đủ lịch sử bảo dưỡng trong hãng, vẫn được bảo hành chính hãng đến năm 2029 đấy anh chị nhá. Chiếc VinFast Lux SA này thì em mua của một anh khách hàng ở Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội. Còn đây là Toyota Cross sản xuất năm 2021 phiên bản 1.8G, chiếc này thì em để là 688. Xe mang biển số Bình Dương, đã lên hệ thống cam 360, màn hình Android rồi anh chị, 688 ạ. Còn đây là một mẫu xe Mazda CX-5 siêu lướt sản xuất năm 2023 phiên bản 2.0 Premium. Chiếc này mới lăn bánh 5.600 km thôi anh chị, em để là hơn 800 nhá. Một chiếc xe rất mới và rất đẹp ạ. Còn đây là Fortuner máy dầu số sàn 2019. Chiếc này của em là mang biển số tỉnh 6969 này, như là Cà Mau đúng không anh chị, hay là Kiên Giang gì đó em không nhớ rõ. Đi 9.8 đấy, dàn lốp thì đã thay rồi anh chị, đã thay rồi, em để là 799 ạ. Còn đây là Mazda CX-5 sản xuất năm 2022 bản tiêu chuẩn, chiếc này em để là 718 triệu thôi anh chị. Đứng bên cạnh là mẫu xe Peugeot 2008 bản GT Line, một chiếc xe có thiết kế bên ngoài rất là đẹp, trẻ trung, cá tính và em để là 699. Ở dưới hàng này thì em đang còn một vài mẫu xe nữa như là Fortuner máy dầu số sàn 27 này, 715. Đấy, Kia Sorento 2019 máy xăng bản tiêu chuẩn em để 599 thôi. Còn cạnh đó là mẫu xe Ford Everest và bên trong là một mẫu xe Santa Fe 2022 máy dầu bản cao cấp nhất thì một anh khách hàng đang xem xe. Ở hàng cuối cùng này thì em đang còn một vài mẫu xe như là Hyundai Creta này, Honda CR-V. CV lần này em về rất nhiều xe từ đời 2019, 2020, 2021 và 2022. Rất nhiều CRV. Còn đây là hai mẫu xe Hyundai Santa Fe đời 16 và 17 ạ. Đấy, rất nhiều những mẫu xe gầm cao đang còn sẵn tại Trung Quốc Auto. Và thời gian sắp tới thì em sẽ về thêm rất nhiều những mẫu xe nữa. Nên anh chị đang quan tâm dòng xe gầm cao thì hãy nhấc máy lên liên hệ số hotline của Trung Quốc Auto bên em. Đó là 0975794Q2 ạ. Rất mong thời gian sắp tới em Huy sẽ được phục vụ anh chị và được giao xe cho anh chị ạ. Cảm ơn anh chị rất nhiều.